em nhìn kìa, là lốc xoáy đó. Xà thần chơi nước. À ha, có nhiều người cũng nói như vậy. Anh cũng từng nghe chuyện này. Khoan đã, em định nói là lốc xoáy đó là xà dương đang chơi nước đó hả? Xin Dương huynh đừng làm hại anh ấy mà. Hãy tha cho anh ấy đi. Ta sẽ theo Dương huynh về chịu tội. Mau trốn đi anh Tiết. Trốn đi anh. Không, mời đi. Mau không, trốn đi mà. Không sao đâu. Mau trốn đi anh Tiết. Anh Tiết. Tôi yêu Mane. Và tôi không chấp nhận để anh đưa Mane đi nữa. Xin bất giận, xin quốc vương Mujalin bất giận. Anh là ai? Cậu không cần biết tôi là ai hết, bởi vì cậu sẽ không có cơ hội để gặp lại tôi lần nữa. Thì ra anh, anh chính là Dương Thượng Mujalin. Tại sao ngươi lại ngăn cản ta chứ? Ta xin ngài làm ơn giữ mạng sống cho Tiết. Giả lại việc sát sinh không phải là một tội ác mà Dương Thượng luôn tránh phạm phải từ trước tới giờ hay sao? Sao lần này ngài lại muốn ra tay chứ? Ngươi là kẻ biết rõ việc liên quan tới con người sẽ gây ra nỗi đau khổ như thế nào mà. Ta sẽ không để cho Mane phải chịu đau khổ vì con người như ngươi đã từng trải qua. Lần này ta nhất định phải trừng trị hắn cho bằng được. Ta xin Dương huynh, nếu Dương huynh vẫn muốn giết anh Tiết thì ta xin phép được chết cùng với anh ấy. Không chỉ riêng gì Mane là chịu hy sinh tính mạng để bảo vệ cho Tiết, bản thân ta cũng sẽ hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ đứa cháu trai duy nhất của ta bằng mọi giá. Gì chứ? Bà là... Ta chính là bà ngoại của con đây. Con hãy nhìn đi. Chiếc dãy xà dương đang đeo trên người của con chính là vật chứng minh. Bà... Dù cho hắn ta có là cháu trai của ngươi thì ta... Phim được dịch và lồng tiếng ta cũng không thể tha mạng cho hắn được. Tốt nhất là ngươi và Mane hãy tránh xa chỗ này ra. Dừng lại, duyên là trời định. Ta xin ngài hãy niệm tình mà tha mạng cho cậu ấy một lần. Thiền sư, là ngài sao? Sư thầy, mọi thứ trên đời này đều là duyên số và không ai có thể tránh được. Xin ngài đừng tạo nghiệp nữa, kẻo ảnh hưởng đến phúc đức của mình. Xin xà dương suy nghĩ lại.
Ta biết ta đã làm sai, nhưng mà anh Tiết là người ta yêu và không buông bỏ được. Cậu xin Dương huynh hãy rủ lòng thương, xin hãy chấp nhận cho ta và anh ấy được sống cùng nhau. Nàng có biết là tâm con người độc ác, không bao giờ có tình yêu đích thực đâu. Một ngày nào đó hắn sẽ khiến cho nàng phải đau khổ, ta không chấp nhận được. Ngài không có quyền phán quyết về tình yêu của tôi dành cho Manny. Nếu như ngài thật sự công bằng thì ngài phải để cho tôi chứng minh tình yêu của tôi dành cho cô ấy chứ. Tôi sẽ không bao giờ khiến cho Manny phải đau khổ hết. Nói hay lắm, nhưng mà ngươi sẽ không bao giờ được gặp lại cô ấy nữa đâu. Manny, Manny. Anh Tiết. Manny, Manny. Manny. Vùng Neramit. Đúng là chỗ này rồi. Manny, Manny, em ở đây đúng không Manny? Manny, Manny. Manny, đợi anh với. Đến rồi à? Tôi đến đây đón Manny về. Nếu như ngươi có khả năng thì cứ thử đi. Ngài đưa Manny đi đâu rồi hả? Thật ra ta cho ngươi gặp lại Manny lần nữa cũng được, nhưng mà có điều kiện. Điều kiện gì chứ? Ngươi hay nói là ngươi và Manny yêu nhau thật sự. Phải, hai chúng tôi yêu nhau thật sự. Vậy thì ta sẽ cho ngươi thời gian 3 tháng. Ngươi phải chứng minh cho bằng được ngươi và Manny là thật sự yêu nhau. Nếu như ngươi không làm được thì ngươi sẽ không bao giờ được gặp lại Manny thêm lần nào nữa. Được thôi, nếu như tôi làm được thì ngài phải chấp nhận là ngài đã thua và không được làm phiền cuộc sống riêng của hai chúng tôi nữa. Ngài có đồng ý điều kiện đó không? Tôi hy vọng một xài vô như ngài sẽ luôn công bằng. Ta đồng ý. Vậy bây giờ Manny đang ở đâu? Manny đã ở bên đó từ nãy giờ rồi. Manny. Anh Tiết, sao anh đến đây được vậy? Manny, anh tưởng sẽ không bao giờ còn gặp lại em được nữa. Buông tôi ra, buông ra. Manny, nè, sao anh lại làm vậy với tôi? Manny, buông ra đi. Khoan đã Manny, Manny, Manny. Khoan đã. Dương Quynh. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Chuyện gì xảy ra với em vậy?
Ngài đã làm gì cô ấy? Nàng cứng đầu như vậy, không chịu tin những gì mà ta nói. Ta sẽ để cho nàng tận mắt chứng kiến hết. Giờ ta sẽ để cho nàng đi, nhưng nàng hãy nhớ đó. Bây giờ nàng chỉ có thể nhớ tên Tiết, là người mà nàng đã từng cứu mạng sống của hắn. Ngoài ra nàng chưa từng có một chút suy nghĩ hay là tình cảm gì với hắn hết. Ta chỉ là đang tạo ra sự công bằng cho hai bên thôi. Chẳng phải ngươi là người yêu cầu ta điều này hay sao chứ? Dương huynh và anh Tiết đang nói chuyện gì vậy? Phải rồi, Dương huynh và anh Tiết quen nhau từ lúc nào vậy? Money. Money. Anh Tiết, anh vẫn chưa về sao? Money, em thật sự không nhớ chuyện gì giữa hai chúng ta sao? Đương nhiên là nhớ. Tôi gặp anh lúc anh sắp chết đuối, nên tôi cứu anh lên bờ. Sau đó chúng ta là bạn. Vậy em có nhớ chúng ta yêu nhau rất tha thiết không? Sao tôi lại có thể yêu một người phàm như anh chứ? Trong khi đó, tôi đã là hôn thê của Dương huynh Muchalin, thì sao có thể yêu người khác được? Không phải đâu Money. Money, em nhìn vào mắt anh đi. Em hãy nhớ lại, hai chúng ta rất yêu nhau. Money. Anh, thôi đi, đừng có nói những điều bậy bạ nữa. Với lại, đừng đụng vào người của tôi. Money à, chúng ta yêu nhau thật mà em. Em hãy nhớ kỹ lại đi. Chiếc vòng anh tặng em đâu mất rồi? Anh ta gỡ vòng của em ra hả? Money, Money, ngươi đúng là phiền phức. Money nè, ở chỗ bên kia có một vườn hoa mới nở đẹp lắm đó. Bây giờ nàng có muốn cùng ta đi hái hoa hay không vậy? Em đừng đi. Đừng đi Money. Dạ muốn chứ.
Mình đi. Vậy bây giờ chúng ta cùng đi nha. Mình đi à? Mình đi. Money! Money! Ngài thật là đáng thương. Tôi sẽ không chịu thua một cách dễ dàng như vậy đâu. Không thấy một chút cơ hội nào luôn đó. Làm sao mà ngươi có thể thắng được Dương Thượng Mưu Cha Liên chứ? Khổ tâm quá Tiết ơi. Chỉ là mơ thôi hả? Tỉnh rồi à? Những gì trong giấc mơ của tôi là ngày làm có đúng không? Nếu như ngươi thật sự yêu Mane thì ngươi cũng phải yêu hình dáng thật và hình dáng giả của nàng ta. Hay là ngươi ghét bỏ hình dáng thật của nàng ấy? Anh, tối qua anh ngủ đây luôn hả? Anh Tiết. Vì anh sợ ngày ấy sẽ đưa em đi lần nữa. Nếu như ta muốn đưa nàng ấy đi thật thì ngươi làm được gì ta? Tôi chỉ hy vọng một xài dương như ngài có thể giữ đúng lời hứa mà chúng ta đã giao ước với nhau. Ngươi không cần phải lo lắng, bởi vì xà thần như ta vô cùng trọng lời hứa. Nhưng mà thời gian của ngươi không còn bao nhiêu nữa đâu. Tại sao vậy? Chính ngài đã nói là ngài sẽ cho tôi 3 tháng để chứng minh kia mà. 3 tháng ở trên trần giới này chỉ tương đương với thời gian gần 3 ngày ở chốn Ba Đan của ta thôi. Ngươi đã ở nơi đây được 1 ngày 1 đêm rồi, và ngươi chỉ còn lại 1 ngày duy nhất mà thôi. Nhưng ít nhất ngài phải cho Mane và tôi có không gian riêng tư chứ. Ngài không thể cứ kè kè cô ấy như vậy. Cũng được thôi, nhưng một khi thời gian đã kết thúc
mà ngươi vẫn chưa thể chứng minh được điều đó, thì ta sẽ đưa Mane về Ratanabadan ngay lập tức. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Mani, không còn nhiều thời gian nữa đâu. Em mau nhớ lại mọi thứ đi mà. Hãy ráng nhớ lại chúng ta đã yêu nhau như thế nào. Tôi... tôi không thể nhớ ra được. Em nhìn anh đây nè. Ráng từ từ nhớ. Hai chúng ta yêu nhau mà. Sao người dám? Sao người dám mạo phạm ta như vậy? Anh yêu em mà Mani. Và em cũng yêu anh. Hai chúng ta yêu nhau mà. Em nhớ không? Chúng ta không thể sống thiếu nhau. Chúng ta đã rất yêu nhau. Mời đi. Anh phải làm gì để em quay lại với anh đi Mani?
anh từ bỏ đi. Trước sau gì thì công chúa Mane cũng sẽ thành thân với quốc vương Mochalin mà thôi. Không, Mane đã là của tôi. Tôi nhất định sẽ không để cho ai cướp cô ấy ra khỏi cuộc đời của tôi đâu. Có chết tôi cũng phải giữ chặt cô ấy. Công chúa Mane đã trao thân cho con người rồi. Ôi trời ơi. Ôi. Nhanh lên, Mane, nhanh lên. Nè, khoan đã, anh dẫn tôi đi đâu vậy? Anh sẽ đưa em ra khỏi đây, Mane. Mình sẽ đi thật xa, tới một nơi không ai biết hết. Mane, đi với anh như em nha. Đi. Dương huynh Mujalin, ta cảnh cáo ngươi không được đưa Mane của ta đi đâu hết. Thời gian của ngươi đã hết rồi. Mane của ta phải về Ratanabadan với ta ngay bây giờ. Không, tôi không cho phép ngài dẫn Mane đi đâu hết. Không đâu. Mane. Mane. Anh Tiết. Mane, anh không chấp nhận để ai mang em đi. Anh không chấp nhận. Mane. Dương huynh, xin đừng làm hại anh ấy được không? Ta thật sự không muốn tiếp tục tạo nghiệp với ngươi nữa. Kể từ giờ trở đi, ngươi có nằm mơ cũng không bao giờ được gặp lại Mane lần nào nữa. Không được. Mane! Mane! Mane, đừng rời xa anh mà! Mane! Mane!